Trận đấu ngày hôm nay thấy tốt. Chứ các cầu thủ của An Giang thì chơi trên sân khách, chứ đá với Phù Đổng được đầu tư lớn thì nghĩ trận đấu ngày hôm nay về mặt chúng tôi cũng là thành công. Về khán giả thì được đúng chứ. Ngay chúng tôi cũng bất ngờ khi lúc đầu tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho các cầu thủ là sẽ có một lượng lớn khán giả, nhưng đến thì không như mong đợi. Còn về bàn thắng thì chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, còn phải nói là bàn thua thì cũng chưa phải chấp nhận. Họ hay hơn, họ có pha phối hợp tốt hơn, chúng tôi chấp nhận không. Tôi ấn tượng nhất là cầu thủ số 7, cầu thủ đá vào à, tôi cũng đã gặp được cầu này thi đấu cũng mấy trận ở lúc trước U21 thì đá Đồng Tháp thì Bình Phước hay gì đó. Trước tiên thì tôi hài lòng về mặt tỷ số, còn về không hài lòng tôi thật sự là có thể là trọng tài ngày hôm nay ông ấy không không chú ý lắm. Dường như là cầu thủ số 5 là người gây chuyện với cầu thủ số 18 bên tôi thì lại thẻ vàng lại là cầu thủ số 18 và cầu thủ số 9. Nếu tình huống đó mới theo sát trận đấu hơn thì có thể chúng tôi đã có lợi thế về quân số ngay thời điểm đó ở hiệp 1. Chúng tôi đội bóng mới lên thì khi ra sân cố gắng trình diễn hết khả năng của mình, còn điểm số hay là gì đó thì sau 90 phút nữa mới nói được.